Tập 25 Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục phần 3 Lam Ngân Thảo biến dị. Hồn lực của Tạ Sái đánh là kiểu duy trì, e rằng là người thua trước sợ là mình. Nhưng Đường Vũ Lân không vội chút nào, nó đang chờ Tạ Sái công kích tới. Nó mong chờ vảy vàng lại xuất hiện ra lần nữa. Tạ Sái vòng quanh Đường Vũ Lân 3 vòng rồi đột ngột là nhào vào. Lam Ngân Thảo lập tức mở ra, phong tỏa tất cả tuyến đường tấn công của hắn. Quang Long chỉ vùng ra, một đạo quang mang bay tới. Phốc một tiếng, đao mang chém lên Lam Ngân Thảo, lập tức hóa thành vần sáng tiêu tán. Tấm lưới Lam Ngân Thảo nhộn nhạo gợn sóng lam, nhẹ nhàng hóa giải đòn công kích. Hồn lực của Đường Vũ Lân cũng là hạ xuống một khúc. Vũ Trường Không lúc này thì là đang cau mày. Tạ Giả đánh một kích này ý để cho lão sư thấy Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân không giống bình thường. Hắn lùi lại rất nhanh, kéo giãn khoảng cách. Đường Vũ Lân không khống chế được Lam Ngân Thảo đuổi theo hắn. Tốc độ Tạ Giả quá nhanh, lại có kỹ xảo lẻ tránh xuất sắc. Nếu cho hắn cơ hội, hắn sẽ vọt tới ngay trước mặt của mình. Tạ Giả lần này cũng chứng minh có khả năng giả nhẫn lại diều hạng, không ngừng quay chung quanh Đường Vũ Lân xoay quanh tìm cơ hội. Hồi lưng cấp 18 cho hắn thời gian thoải mái, lâu lâu công tới một đòn, sau đó là lập tức lùi ra. Thời gian dần trôi qua, Tạ Giải mỉm cười, vì hắn biết rằng Đường Vũ Lân chỉ có hồn lực cấp 11. Lam Ngân Thảo tuy hiếm thấy, nhưng hồn lực chênh lệch quá nhiều, chỉ cần tiêu hao hết hồn lực, coi trên cái tên khốn kia lấy cái gì mà ngăn cản mình đây. Hai người đấu theo kiểu tiêu hao chiến đấu đến thời gian rất dài, Vũ Trường Công cũng không chút sốt ruột, khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc thì Đường Vũ Lân hết hồn lực, phải thu hồi lại Lam Ngân Thảo. Ngay trong nháy mắt là nó thu hồi, Tạ Giải lắc người vọt tới cạnh nó, quang long chỉ chấm thẳng vào hông. Với tốc độ của Tạ Giải, Đường Vũ Lân theo ý lý thuyết là không có khả năng né tránh. Thế nhưng đinh một tiếng giòn vàng, tia lửa văng khắp lưới, Tạ Giải và Đường Vũ Lân lướt qua nhau, quang long chỉ không chém trúng. Đường Vũ Lân đã đường nhìn rèn ô cương trì ở tay trái ra sau lưng, đỡ chính xác một kích của Tạ Giải. Tạ Giải không tin là lại vọt tới quét thêm một đao. Đương một tiếng y hệt lần trước, chú tạo chi của Đường Vũ Lân chuẩn xác ngăn lại cú công kích lần thứ hai. Điều này sao có thể? Tốc độ của hắn lúc nào là trở lên nhanh như vậy? Tạ Giải không thể tin được. Chẳng lẽ tên khốn này vẫn là luôn giả heo ăn thịt hổ? Hai lần trước mình thua hắn là thua heo hả? Đúng vậy, chính là tốc độ. Đường Vũ Lân vẫn luôn suy nghĩ mình phải dùng cái gì để đấu với tốc độ của Tạ Giải. Đối phương là chiến hồn sư hạ đánh nhanh, mình không thể so được với tốc độ của hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ thua. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của nó, tốc độ cơ thể mình là kéo đối phương, nhưng mà mình cũng có một thứ là tốc độ là rất nhanh, đó chính là gen. Gen 3 năm, nó đã là cực quen với chủy gen, tới mức là thân chủy rất nhất thể, nhất là sau khi sức lực cơ thể tăng mạnh, cảm giác này càng mãnh liệt. Nếu sử dụng nhìn gen thầm trần ngâm chủy, chắc là hắn sẽ không chiếm được ưu thế tốc độ vì nó quá nặng. Nhưng nhìn gen ô cương chủy thì khác, nó không phải là cặp ô cương chủy hòa cả mát, coi hắn là một khối kim loại đi. Trong mắt của Đường Vũ Lân hiện lên, Tạ Giải không phải là một con người, mà là một khối kim loại đang bị hắn rèn. Tâm của hắn dần dần là tiến vào trong trạng thái rèn. Mọi động tác của Tạ Giải trở lên chậm lại, có quỹ tích rõ ràng. Nghìn gen ô cương trí vung lên hai lần, chặn đứng công kích của Tạ Giải. Tạ Giải chưa kịp ra tay lần thứ ba, đã là cảm thấy một cú áp phong đập vào mặt. Đường Vũ Lân một búa là đập xuống, nghe tiếng xé gió là biết búa này nặng tới cỡ nào rồi. Tạ Giải cuống quyết né tránh, nhưng Đường Vũ Lân đã là vùng cả hai tay như là cuồng phong bão vũ đập tới, đánh cho Tạ Giải lùi không ngừng. Quang Long Trì không dám cứng chạm cứng, hắn là chiến hồn sư hạ đánh nhanh, dù đối phương chỉ là dùng sức mạnh thuần túy thì hắn vẫn là không tận dụng được ưu thế võ hồn, sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn. Thân hình lóe lên, Tạ Giải lùi nhanh kéo giãn khoảng cách. Đường Vũ Lân không đuổi theo, trên thực tế hắn căn bản là đuổi không kịp, theo bản năng là dùng chùy lái, mắt là vẫn híp ngước về lên nhìn Tạ Giải. Đổ chết sấm, Tạ Giải thầm mắng, ánh mắt là của hắn là sắc lém. Hít thở sâu, Tạ Giải trở lên trịnh trọng, tay phải lắm quang long chùy hơi là dịch sang bên, tay trái cũng là nhấc lên, khi thế cả người biến đổi, mạnh lên hắn. Mỗi chân điểm một cái xuống mặt đất, cả người bay vụt lên, để lại một đường tản ra ánh nhàn nhạt. Tốc độ tăng ít nhất là 30%. Đường Vũ Lân vung cả hai cây chùy, Tạ Giải còn đang ở trên không trung, tay phải quang long chùy điểm nhẹ vào nghìn gen ô cương chùy bên tay phải của Đường Vũ Lân một cái, mượn lực lập lên, tay trái là vung ra Đường Vũ Lân. Phốc một tiếng vang nhỏ, sau lưng của Đường Vũ Lân xuất hiện ra một vết máu,
Cảm giác đau làm cho Đường Vũ Lân bị đánh văng ra khỏi trạng thái Zen, cả người lảo đảo, sau lưng nóng sắt đau đớn, một khối luồng khí nóng từ trong xương cốt là tuôn ra. Đường Vũ Lân không buồn mà là còn mừng, có phải là vảy vàng xuất hiện không? Thì ra đúng thực là bị công kích, vảy vàng mới có thể xuất hiện. Nhưng hắn mới là đứng vững, dòng khí nóng trong người lại tản mát ra biến mất, không tiếp tục nóng lên, xuất hiện ra vảy vàng và sức mạnh cường đại như trước. Ngưng! Vũ Trường Không đột nhiên là ra tay giữa hai người, bao dừng cuộc thi thí. Ta giải chiến thắng, ta giải thở phào, trong mắt hiện ra ngạo ý, cuối cùng ta đã chiến thắng rồi, mình cuối cùng cũng thắng được một lần, lệ rơi đầy mặt, cơ mà, sao cái vẻ vàng quỷ dị kia không xuất hiện, không lẽ hắn vẫn là đang cố giấu giếm, hay thật ra là hắn không thể khống chế cái vẻ vàng đó. Vũ Trường Không nói với Tạ Giải, ngươi phải bồi thường đồng phục khác cho Đường Vũ Lân. Ấy, không phải ta thắng hay sao, không có thưởng sao? Tạ Giải tới trước mắt tối sầm, tại sao tên khốn Đường Vũ Lân này luôn mang tới rủi ro cho ta? Tại sao? Vũ Trường Không nhìn cả lớp, lạnh lùng nói, tỷ thí đã xong rồi, các ngươi có thể biết ta tới thế nào không? Gỗ mục không thể khắc, nam thần tự hỏi tự trả lời luôn. Hèn gì các ngươi bị phân vào lớp 5, quả nhiên đều là phế vật, nhưng dù các ngươi có là cục sắc vụn, thì ta cũng là phả luyện các ngươi thành thép. Tỷ thí vừa rồi các ngươi đều thấy được, võ hồn của Đường Vũ Lân là cái gì? Phế võ hồn làm ngân tháo, nhưng hắn lại là đánh tới trận chung kết, hơn nữa suýt chút nữa là thì chiến thắng. Là ta thắng được hay không? Trong lòng của Tạ Giải đầy bị phấn, nói cứ như là ta thua ấy. Nhưng Vũ Trường Công mặc xác suy nghĩ của hắn tiếp tục nói, hắn không chỉ dựa vào làm ngân tháo, mà còn dùng sức lực của cơ thể. Có lẽ có người sẽ nói, cứ cho là sức mạnh của bản thân bây giờ dùng được, nhưng từ khi hồn lực của mọi người tăng lên, có thêm hồn ký thì sẽ là không còn hiệu quả nữa. Nhưng ta nói cho các người biết, các ngươi căn bản là không có tư cách đi nghĩ tới chuyện có nhiều hồn kỹ. Hãy tự hỏi mình xem, trong số các ngươi, có mấy người có thể đạt tới trình độ là có được hồn hoàn thứ hai? Có mấy người có thể có được thêm hồn kỹ? Thân thể là chính là các của các ngươi, có sức mạnh cường đại để làm cái gì? Hồn lực đã không còn chấp nhận là môn vào trong cơ giáp sư. Năng lực cường đại được chứa đựng trong hồn đạo khí, ngay cả người bình thường cũng có thể trở thành cơ giáp sư. Nhưng mà sức mạnh cơ thể lại chính là trụ cột của cơ giáp sư. Không có tố chất cơ thể tốt, các người không thể nào chịu nổi sức phản chấn và tác chiến cường độ cao của cơ giáp. Bởi vậy, sẽ thấy bản thân võ hồn các người quá yếu. Bắt đầu từ ngày mai, lớp của chúng ta sẽ là bắt đầu đặc huấn về thể lực. Mỗi ngày buổi sáng luyện thể năng, buổi chiều học trí thức lý luận. Những buổi tỉ thí xong sáng nay, các ngươi sẽ là trở về suy nghĩ cho thật kỹ. Buổi chiều lớp học lý thuyết dạy bình thường, giải tán. Đây là lần đầu tiên Lam Thần lạnh lùng với tư cách chủ nhiệm lớp nói nhiều nhất. Không phải là thuyết giáo mà chỉ là thuần về mô tả thực vật. Dù nói là về phế vật hay tuyên bố về tiến hành đặc huyền huấn đều là ngữ khí khẳng định. Tạ Giải, Đường Vũ Lân, hai người các ngươi đi theo ta. Bỏ lại câu cuối cùng, Vũ Trường Không quay lại đi nhìn về phía của lầu dạy học. Phát thưởng, Tạ Giải lập tức là vui vẻ. Trước khi tới học viện, hắn đã đạt được nghe rằng mỗi khi học viện tiến hành trận đấu, sau đó đều là có ban thưởng. Hơn nữa ban thưởng rất là công tệ. Hắn là quán quân mà, quán quân của lớp 5. Vũ lao sư cường đại như vậy, ban thưởng sẽ là cái gì đấy? Trong đầu hắn bắt đầu là tha hồ tưởng tượng. Vũ Trường Công dẫn hai người tới phòng của mình. Văn phòng của hắn nhỏ tới đáng thương, chỉ chừng 10 m². Ngoài một tủ sách này, một cái giá sách, một cái ghế, thì không còn cái gì khác. Lúc ta nói phế vật là bao gồm cả hai các ngươi. Lam Thần lạnh lùng nói câu đầu tiên, làm cho liềm hào hức trong lòng Tạ Giải tan biết. Không có thưởng, tối thiểu cũng là có chút để cổ vũ chứ. Vũ Trường Không nhìn Đường Vũ Lân rồi nói, hôm nay ngươi biểu hiện là không tồi, nhưng ngươi đã không phát hiện ra hết thảy ưu thế của mình. Lam Ngân Thảo của ngươi hẳn là đồ biến gì, cũng là cứng hơn hẳn bình thường. Nhưng hồn lực của ngươi quá yếu, không duy trì được lâu, cho nên chỉ là cần đối thủ có hồn lực cao hơn ngươi là ngươi sẽ là không có cơ hội. Hai cái chuyện kia là cái gì? Đường Vũ Lân trả lời ngay, vẻ bất đắc dĩ nói, ta từng học Gen. Mi mắt của Vũ Trường Không hơi giật. Gen, ngươi là một hồn sư, học Gen làm gì? Ngươi chậm thì là phải sớm đi vào rừng, ngươi vốn đã là một con chim đắn, lại còn lãng phí thời gian vào chuyện vô súng. Đường Vũ Lân cúi đầu xuống rồi nói, mọi người đều nói hồn của ta là phế võ hồn, hồn linh của ta cũng không tốt. Vũ Trường Không cắt ngang rồi nói, cho nên ngươi định rằng là một đoán tạo sư hả? Hồ đồ. Ngươi phải nhớ rằng ngươi là đệ tử của ta. Trước khi ta khẳng định người phế vật, ngươi phải là cố gắng phát triển ra theo hướng hồn sư cho ta. Khóe miệng của Tạ Giải giật giật. Không phải là người vừa rồi mới bảo rằng cả hai là phế vật hay sao? Hắn nhìn Đường Vũ Lân đầy cảm thông. Đương nhiên cái này cũng có phần nguyên nhân hắn vừa chiến thắng. Vâng,
Đường Vũ Lân lên tiếng đồng ý, nhưng hắn đương nhiên sẽ là không bỏ qua việc rèn. Chỉ có trên phương diện rèn hắn mới là có cảm giác thành tựu, làm sao hắn là bỏ qua được. Còn khía cạnh võ hồn, lúc nào hắn cũng chỉ là cảm thấy thất bại. Vũ Trường Không quay đầu lại nhìn Tạ Giả rồi nói: "Ngươi cười cái gì? Ngươi tưởng rằng ngươi hay hơn hắn hay sao? Song sinh võ hồn, xấu xỏ nhí, hồn lực cấp 18 lại còn có ưu thế song sinh võ hồn, thì thiên mã hồn lực đúng hay không? Thấy mình đắc ý làm cái gì chứ?" Tạ Giả ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vũ Trường Không, làm sao lại biết hết rồi. Vũ Trường Không lạnh lùng rồi nói: "Ngươi còn kém xa lắm, song sinh võ hồn cũng không phải là không có phế vật. Tân là một chiến hồn sư hạng đánh nhanh, nó để cho một hồn sư làm ngân thẳng ép cho tới mức phải xuất ra song sinh võ hồn, vinh quang lắm." Tạ Giả mặt đỏ bừng nói không ra lời. "Lão sư, cái gì gọi là song sinh võ hồn?" Đừng Vũ Lân tò mò. Vũ Trường Không nhíu mày rồi nói: "Lão sư, học viện sơ cấp của người là đồ bỏ hả? Ngay cả song sinh võ hồn cũng không biết." "Song sinh võ hồn tức là có hai cái võ hồn, hai cái võ hồn đương nhiên là ưu thế. Bình thường những ai có song sinh võ hồn đều là tiên thiên mã hồn lực cả, tu luyện dễ hơn rất nhiều. Hơn nữa cái hồn võ hồn cũng có thể là kèm theo hồn hoàn. Nhưng mà từ khi tiến vào trong thời đại hồn linh, bị tinh thần lực kiềm chế, ưu thế của song sinh võ hồn là không còn lớn nữa. Người không có tinh thần lực cũng có thể có được tới 18 cái hồn hoàn hồn linh. Tháp chủ đầu tiên của truyền tinh tháp năm đó cũng vậy, bản thân chỉ là có một cái võ hồn thuộc tính tinh thần, nhưng mỗi linh hồn đều là cực kỳ cường đại, chịu được rất nhiều hồn hoàn." Đường Vũ Lân nhìn Tạ Giả, đều là người, tại sao là bất công như vậy? Mình là phế võ hồn, người ta lại là song sinh võ hồn, chênh lệch này quá lớn. Vũ Trường Công đột nhiên là hỏi Đường Vũ Lân: "Ngươi có nghĩ võ hồn của hắn là mạnh hay không?" Đường Vũ Lân nhìn hắn: "Cái này còn phải hỏi hay sao?" Vũ Trường Công nhếch miệng rồi nói: "Chưa hẳn tốt hơn người đâu. Võ hồn của hắn là trùy thú, đại nhị võ hồn cũng là cùng loại, chẳng qua chỉ là ẩn hình thôi. Trùy thú công kích khoảng cách ngắn, với thời buổi cơ giáp chiến đấu bây giờ thì làm được cái gì? Chiến hồn sư hệ đánh nhanh là hệ sau khi trở thành cơ giáp sơ bị ức chế lớn nhất. Chiến hồn sư hệ khống chế mới là hệ võ hồn là có hỗ trợ lớn nhất ở cho cơ giáp chiến đấu." Tạ Giả trợn to mắt nhìn Vũ Trường Không: "Cái gì? Tiên Đường Vũ Lân này là con của ông đấy hả? Tại sao phải hạ thấp ta xuống để làm cho hắn có lòng tin hả? Sao bất công vậy?" Vũ Trường Không không nhìn hắn cái nào rồi nói: "Được rồi, nói chuyện chính." Tạ Giả tinh thần lúc này chấn động, phát thưởng phải không? Mỗi năm học mới, học viện đều là có một giải thi đấu, hệ trung cấp và hệ cao cấp đều có. Hệ trung cấp chúng ta tổng cộng có 6 lớp, tất cả đều sẽ là tham dự trong đó. Trận đấu được gọi là thi đấu lên lớp. Thi đấu lên lớp, Đường Vũ Lân không hiểu. Vũ Trường Không nói tiếp: "Gọi là thi đấu lên lớp bởi vì bắt đầu từ lớp yếu nhất, chọn ra mấy người đi khiêu chiến với lớp khác. Lớp 5 khiêu chiến lớp 4 cứ thế mà lên. Khiêu chiến chiến thắng, số thứ tự lớp sẽ là thay đổi cho nhau. Có nghĩa là lớp chúng ta thắng lớp 4 và chúng ta không còn là lớp chót của năm nhất nữa, mà là lớp 4. Lớp đứng sau lên danh sách người đi khiêu chiến. Sau khi chiến thắng có thể là khiêu chiến với lớp cao hơn, cho tới khi là thua trận. Thứ hạng nhất định là được làm lớp đứng đầu làm nhất. Nếu khiêu chiến tiến thắng là lớp cao cấp hơn, mỗi lần chiến thắng khiêu chiến vượt cấp sẽ đều có ban thưởng."